Enagic là công ty mà sản xuất ra máy điện giải Kangenwater. Và hiện tại đang đứng đầu về sức khỏe toàn cầu, công ty Enagic đã có mặt trên thị trường từ 1974. Máy điện giải Kangenwater được tạo và sản xuất ra tại Nhật Bản 100% và hiện tại đã có trên 1 triệu sản phẩm được bán ra toàn cầu. Và hiện tại là công ty Enagic đang có mặt trên 23 quốc gia và 40 văn phòng toàn cầu. Khi các anh chị hợp tác với Enagic, các anh chị sẽ trở thành nhà phân phối cho công ty Enagic và các anh chị có thể kinh doanh toàn cầu với những sản phẩm của công ty Enagic. Đúng, bất cứ nơi nào trên thế giới này các anh chị cũng có thể kinh doanh được với những sản phẩm của công ty Enagic. Những khía cạnh tốt nhất để trở thành một nhà phân phối cho công ty Enagic là không tốn phí đăng ký để bắt đầu và cũng không bắt chúng ta phải giữ điểm hàng tháng, cũng không bắt chúng ta phải mua hàng hoặc là phải gom hàng, và chúng ta cũng không cần đăng ký hoặc là tốn tiền hàng năm để được làm nhà phân phối cho công ty Enagic. Ngoài ra, chúng ta sẽ không bao giờ bị rớt chức, cho dù các anh chị đi chia sẻ rất là chậm. Vì thế, kinh doanh với Enagic sẽ không mang lại cho các anh chị áp lực và chỉ có mỗi một hướng đi, đó là phía trước. Ngoài ra, công ty cũng không đòi hỏi một bằng cấp gì cả từ các anh chị để trở thành một nhà phân phối cho công ty Enagic. Để trở thành một nhà phân phối cho công ty Enagic thì các anh chị chỉ cần đầu tư cho gia đình mình một máy điện giải Kangenwater để đạt được một sức khỏe cho gia đình và con cái của mình. Khi nói đến về việc đầu tư về thời gian và sức lực của bản thân mình thì các anh chị luôn muốn đặt vị trí mình trước một sản phẩm mà hầu như không ai biết đến nhưng ai ai cũng sẽ sở hữu trong tương lai. Và chiếc máy điện giải y khoa Kangen là một trong những sản phẩm đó. Máy điện giải Kangen thật sự là một thiết bị trong nhà bếp mà gia đình nào ai ai cũng phải cần đến trong tương lai. Và ngoài kia hiện tại là chỉ 0,1% người đã biết đến máy điện giải Kangen. Nghĩa là các anh chị có thể đi nói chuyện với 1.000 người mà 997 người hoàn toàn không biết máy điện giải Kangen là cái gì. Mô hình cách trả thưởng của công ty Enagic không thuộc về kim tự tháp mà các anh chị vào các anh chị phải bán cho 5 người và 5 người ở dưới phải kiếm thêm 5 người và 5 người ở dưới nó phải kiếm thêm 5 người nữa và những người ở trên họ hưởng hết. Không phải. Công ty Enagic thuộc về mô hình bán trực tiếp. Nghĩa là các anh chị sẽ đứng từ trái và các anh chị sẽ hướng về bên tay phải. Nên với mô hình này rất là công bằng vì mình làm nhiều mình sẽ hưởng được nhiều. Và ngoài ra mình còn kiếm được nhiều tiền hơn những người vào trước hơn mình nữa. Vì thế mô hình kinh doanh của công ty Enagic được coi là rất là độc đáo. Vì thế Enagic có một giấy phép độc quyền cách trả thưởng 8 điểm này của công ty. Nên ngoài kia không có một công ty nào có thể copy cách trả thưởng 8 điểm này của công ty Enagic được. Để Tuấn giải thích cho các anh chị cách trả thưởng của công ty Enagic. Trước nhất, mình phải đầu tư cho gia đình mình một máy điện giải Kangenwater khoảng 5.000 đô, bên châu Âu là khoảng 4.400 euro. Tuấn hiểu và Tuấn cũng rất là ngạc nhiên lúc mà Tuấn nghe đến cái giá này lúc đầu. Nhưng với máy Kangen, gia đình mình có thể sở hữu một sức khỏe tốt trên 25 năm và ngoài ra công ty còn tặng cho mình một cách kinh doanh hoàn toàn là miễn phí có 102. Nên các anh chị chỉ cần đi chia sẻ vài máy thôi là các anh chị đã lấy được lại cái số tiền mà các anh chị đầu tư vào máy rồi. Và chưa hết, ngoài ra công ty Enagic còn cho mình trả góp để sở hữu được máy và để bắt đầu kinh doanh. Mỗi sản phẩm được bán ra thì công ty sẽ trả ra 8 điểm cho nhà phân phối. Và mỗi điểm đều khác nhau tùy theo sản phẩm nào. Ví dụ đây mình sẽ nói máy K8 thì một điểm của máy K8 sẽ là 340 đô. Nên tùy theo các anh chị đang đứng ở vị trí nào thì các anh chị sẽ nhận được cái số tiền mà các anh chị đang đứng ở vị trí đó. Cho nên nhiều lúc các anh chị sẽ nhận được 340 đô và nhiều lúc các anh chị lại nhận được 2.040 đô tùy theo các anh chị đang đứng ở vị trí nào. Lúc mà đầu tư cho một sản phẩm của Enagic thì các anh chị sẽ nhận được một cái IT nó chạy theo cái sản phẩm đó. Bây giờ mình ví dụ các anh chị bắt đầu đi chia sẻ và máy đầu tiên các anh chị chia sẻ cho bạn Claire và Claire sẽ đầu tư vào máy K8 thì các anh chị sẽ nhận được một điểm đó là 340 đô. Và máy thứ hai các anh chị đi chia sẻ cho bạn Ellie và Ellie cũng đầu tư cho gia đình mình một máy K8, các anh chị cũng nhận được 340 đô. Và đến đây thôi là các anh chị tổng cộng đã kiếm được 680 đô cho hai máy rồi. Và đến đây thì các anh chị chắc là đang suy nghĩ là chẳng lẽ mình phải đi bán thì mình mới nhận được tiền hay sao? Không đâu các anh chị. Ngoài ra nhận được 680 đô các anh chị đã mở ra cho mình hai chân đại lý 1A. Và bây giờ mình ví dụ như bạn Ellie chỉ thích sử dụng máy để uống thôi nhưng bạn Claire đã quyết định đi chia sẻ và bán được 5 sản phẩm trong tháng đầu tiên. Bạn Claire sẽ nhận được 5 tấm check, 2 tấm check sẽ là 340 đô, 340 đô và lên 2A gọi là 680 đô, 680 đô và 680 đô.
Lý do 680 đô là bạn Claire máy thứ 3 đã được lên 2 điểm, gọi là 2A rồi. Nhưng các anh chị là người giới thiệu Claire vào thì các anh chị cũng nhận được 5 tấm check, gọi là 340 đô 5 lần. Tại vì bạn Claire đứng ở vị trí 1A của các anh chị. Và máy thứ 3 các anh chị đi chia sẻ trực tiếp cho Ricky, các anh chị đã mở được ra đại lý 2A và các anh chị sẽ nhận được 680 đô. Và bây giờ các anh chị đã tổng cộng là được 1.360 đô rồi. Những ai nằm ở dưới đại lý 2A của các anh chị thì các anh chị luôn nhận được 680 đô của những người đó. Và sau khi Ricky đã trải nghiệm được sản phẩm và quyết định đi kinh doanh với công ty Energy, tháng đầu tiên Ricky bán được cho 5 người thì Ricky sẽ nhận được 5 tấm check. Đó chính là 340 đô, 340 đô, 680 đô, 680 đô và 680 đô. Nhưng mà các anh chị là người giới thiệu Ricky vào thì các anh chị cũng sẽ nhận được 5 tấm check, gọi là 680 đô 5 lần, tại vì Ricky là đứng ở vị trí 2A của các anh chị. Bây giờ mình ví dụ như là các anh chị chỉ bán được 3 sản phẩm này thôi, nhưng Ricky rất là đam mê với công việc này và Ricky chọn đi chia sẻ nữa. Và Ricky rất là giỏi và tháng tiếp theo Ricky đã bán được thêm 7 sản phẩm nữa thì các anh chị sẽ nhận được 7 tấm check nữa, gọi là 680 đô 7 lần. Và tổng cộng hệ thống của các anh chị đã bán được 10 sản phẩm. Thì máy thứ tư bán trực tiếp, các anh chị sẽ mở được ra vị trí gọi là 3A cho bạn Marissa. Lúc này các anh chị sẽ nhận được là 1.020 đô cho một sản phẩm. Cho nên chỉ đến đây thôi mà các anh chị đã lấy được lại cái số vốn của mình đã đầu tư vào máy Kangen rồi. Bây giờ Marissa sẽ trải nghiệm sản phẩm. Và sau khi có kết quả tốt thì Marissa cũng bắt đầu đi chia sẻ cho bạn bè, người thân và gia đình của mình. Và tháng đầu tiên Marissa rất là may mắn và bán được 10 sản phẩm. Marissa sẽ nhận được 10 tấm check. Và các anh chị là người giới thiệu Marissa thì các anh chị cũng sẽ nhận được 10 tấm check, gọi là 1.020 đô 10 lần. Và đến đây thì đội nhóm của các anh chị đã có tổng cộng gọi là 20 sale. Và máy thứ 5 mà các anh chị bán được trực tiếp cho bạn Lacy thì các anh chị đã mở được ra cho mình đại lý Trần 4A. Và ở đây các anh chị sẽ nhận được một tấm check, gọi là 1.360 đô cho bạn Lacy. Quá là tuyệt vời đúng không các anh chị? Sau khi Lacy cũng trải nghiệm sản phẩm và quyết định đi chia sẻ thì tháng đầu tiên Lacy sẽ bán được ra 5 sản phẩm. Lacy sẽ nhận được 5 tấm check, gọi là 340 đô, 340 đô, 680 đô, 680 đô và 680 đô. Và vì Lacy nằm dưới chân 4A của các anh chị cũng sẽ nhận được 5 tấm check với số tiền gọi là 1.360 đô, 1.360 đô, 1.360 đô, 1.360 đô và 1.360 đô. Có công việc nào mà tuyệt vời như vậy không hả các anh chị? Sau khi Tuấn thấy và hiểu được cách trả thưởng của công ty Inagic, Tuấn đã thấy được và nắm bắt cơ hội này ngay lập tức. Vì đây là một cơ hội thật sự có 102 ở ngoài thị trường. Vì ngoài ra mình có sức khỏe tốt, công ty còn mang lại cho mình một cơ hội cực kỳ hấp dẫn nữa. Cho nên các anh chị nào mà đang kiếm cơ hội để thay đổi cuộc sống thì đây là cơ hội có 102 nhé các anh chị. Và sau khi đội nhóm của mình đã tổng cộng 50 sản phẩm, thì máy 51 của các anh chị sẽ mở được ra đại lý 5A và các anh chị sẽ nhận được 1.700 đồng. Tuyệt vời không các anh chị? Và từ bây giờ các anh chị sẽ nhận được 1.700 đô cho những ai đang nằm dưới vị trí 5A của các anh chị. Và các anh chị nên nhớ, với công ty Inetic mình không bao giờ bị rớt trước hết, nghĩa là mình sẽ luôn luôn ở đứng cái vị trí mình đang nằm. Và các anh chị có thể đi du lịch, có thể đi chơi, đi nghỉ 1 tháng, 2 tháng, 1 năm cũng được. Và các anh chị không cần làm mà vẫn đi ngủ và vẫn nhận được tiền. Thì có công việc nào mà tuyệt vời hơn công việc này nữa không các anh chị ơi? Sau khi đội nhóm của các anh chị có tổng cộng là 100 sale thì 101 của các anh chị sẽ là 6A và các anh chị sẽ nhận được 2.040 đô. Quá là tuyệt vời đúng không các anh chị ơi? Và từ bây giờ trở đi, mỗi một máy K8 các anh chị bán được ra, các anh chị sẽ luôn nhận được 2.040 đô. Nếu mục tiêu của các anh chị là 10.000 đô trong một tháng thì các anh chị chỉ cần bán 5 máy thôi. Nhưng thật ra các anh chị sẽ bán được 2 máy, nhưng mà hai người đó sẽ đi bán được 3 máy cho các anh chị là cũng là 5 máy rồi. Và các anh chị nên nhớ, với công ty này mình không cần thiết là phải đi bán 101 máy riêng. Mình không cần thiết nhé. Cái này là mình bán theo đội nhóm. Tính ra đó thì mình thật sự chỉ có cần bán 7 máy trực tiếp thôi. 7 máy trực tiếp là mình sẽ lên được vị trí gọi là 6A rồi đó các anh chị. Và 7 máy đó sẽ giúp mình bán được ra 93 máy nữa. Thì có công việc nào nó tuyệt vời hơn công việc này nữa không các anh chị ơi? Cho nên các anh chị mà thấy được rõ cơ hội này thì nên nắm bắt cơ hội này liền. Tại vì ngoài kia không có một cơ hội nào mà tốt hơn cơ hội này. Và với chỉ 7 sản phẩm thôi mà các anh chị nhận được hơn 100 tấm check.
để Tuấn phân tích rõ cho các anh chị, để các anh chị hiểu cách trả thưởng 8 điểm của công ty Inagic. Bây giờ ví dụ như là các anh chị chia sẻ được cho bạn Shayna, sau đó các anh chị hỗ trợ cho bạn Shayna trả lời bất cứ câu hỏi gì của bạn Shayna có và hướng dẫn bạn Shayna cách để đi chia sẻ, thì bạn Shayna sẽ đi chia sẻ cho gia đình, bạn bè và những người thân của mình, và bạn Shayna lên được vị trí gọi là 4A. Thì đến đây bạn Shayna sẽ chia sẻ được cho bạn Dave, Shayna sẽ nhận được một tấm check gọi là 1.360 đô. Nhưng các anh chị đang ở vị trí 6A và nghĩ mình sẽ nhận được 6 điểm là 2.040 đô. Nhưng thật ra các anh chị sẽ nhận được 1.360 đô mà thôi. Tại sao các anh chị sẽ đặt câu hỏi như vậy đúng không? Tại vì Shayna đã lấy được 4 điểm rồi và còn dư lại 4 điểm cho các anh chị thôi. Cho nên cho dù các anh chị ở vị trí 6A thì có lúc các anh chị nhận được 2.040 đô và có lúc các anh chị chỉ nhận được 1.360 đô mà thôi. Và nếu mà công ty không còn điểm để trả nữa thì người giới thiệu các anh chị vào sẽ không còn nhận được tiền nữa. Và đây chính là lý do tại sao mô hình của Inagic không gọi là mô hình đa cấp. Vì mô hình đa cấp, những người vào trước họ luôn luôn ngồi trên và ăn được phần trăm của những người vào sau này. Nhưng với công ty Inagic, các anh chị có thể kiếm được nhiều tiền hơn người mà mời các anh chị vào tham gia công việc này nữa. Nếu các anh chị quyết tâm và bỏ thời gian ra học hỏi cách chia sẻ thì các anh chị sẽ thành công với công việc này. Và sau khi các anh chị lên được vị trí 6A thì từ đây trở đi các anh chị luôn luôn mở được đại lý 6A cho những giao dịch trực tiếp của các anh chị. Và các anh chị sẽ nhận được 2.040 đô cho những giao dịch trực tiếp đó của các anh chị. Sau khi lên được vị trí 6A mà các anh chị nằm ở ngoài 8 điểm của đội nhóm của các anh chị thì công ty sẽ trả cho các anh chị một tấm check cho những sản phẩm bán được trong đội nhóm của các anh chị ngoài 8 điểm là 200 đồng Educational Bonus. Và sau khi các anh chị đạt được vị trí gọi là 6A thì các anh chị sẽ nhận được một cái bonus nó gọi là 3.000 đô. Nhưng các anh chị cần biết vị trí 6A không phải là vị trí cao nhất của công ty Inagic. Vì kinh doanh với Inagic, các anh chị không có giới hạn cách kiếm tiền với cách trả thưởng của công ty Inagic. Phần mà làm cho bản thân Tuấn chú ý nhiều nhất sau khi Tuấn thấy được cách trả thưởng này, đó chính là vị trí 6A2-3. Và đây là vị trí mà Tuấn tin rằng tất cả mọi người đều muốn hướng đến. Vì các anh chị sẽ nhận được một tấm check gọi là 25.000 đô bonus. Ngoài ra các anh chị mỗi tháng sẽ nhận được 5.000 đô cho trọn đời của các anh chị luôn. Và ngoài ra sau này mà các anh chị có qua đời thì các anh chị có thể để số tiền mà các anh chị đã hưởng được trong công ty Inagic cho con, cho cháu của mình đến 3 đời luôn nhá các anh chị. Đời mình, đời con mình và đời cháu của mình nữa. Và chưa hết, đây chị mới bắt đầu một cuộc sống với số tiền trọn đời của các anh chị thôi. Các anh chị có thể lên được nữa. Và cái vị trí cao nhất của Inagic đó là 6A2-8 với 800.000 bonus và 80.000 đô mỗi tháng trọn đời cho các con, các cháu của các anh chị. Các anh chị thử tưởng tượng coi với 5.000 đô ít nhất với công ty Inagic mỗi tháng trọn đời của mình sẽ thay đổi cuộc sống của gia đình mình như thế nào. Sau khi coi và hiểu được cách trả thưởng của Inagic, Tuấn đã thấy và Tuấn đã hiểu và quyết tâm để bỏ thời gian và công sức của Tuấn ra để xây dựng cái hệ thống này cho cuộc sống của Tuấn và tương lai con cái của Tuấn sau này. Hãy thay đổi nguồn nước, thay đổi cuộc sống